Rẻ nhất hiện tại bây giờ là đang là hơn 6 triệu. Ở trận đấu này là giữa hai cặp vận động viên Triệu Hoàng Anh và Tuấn Huy, hai cặp vận động viên sẽ tranh nhau ở vị trí nhì bảng. Cầu rất tốt, rất hay. Đánh ở Bình An, Đông Thọ thuộc huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh. Rất hay, pha đẩy cầu đó là một trong những sở trường của vận động viên Triệu. Các bạn đang theo dõi live stream trên trực tiếp trên fanpage của Liên đoàn Cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi rất cố gắng để đến các giải phong trào và truyền hình các trận thi đấu đến các anh chị em ở xa không tham gia thi đấu cũng như là không đến xem trực tiếp được. Rất mong các anh chị em theo dõi live stream hãy chia sẻ và bấm vào theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tại các giải phong trào cũng như hệ thống Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và các giải thi đấu quốc tế. Điểm số bây giờ là 4 đều. Và chặn cầu trên lưới rất hay của vận động viên Triệu. Điểm số là 5-4. Và đẩy cầu không tốt của Đình Tuấn. Chiều nay sẽ đánh các trận bán kết và chung kết. Pha lên lưới rất hay của Đình Tuấn. Điểm số 5-6. Và phòng thủ rất hay của đội Hà Anh Triệu. Sau đó thì sẽ nghỉ đến 14 giờ chiều nay. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các trận bán kết và chung kết của giải Bình An, lễ hội Bình An.
Mạnh và Thắng giải hôm nay không đánh, chắc là giữ sức để ngày mai tham gia một cái giải ở khu vực Phù Khê. Ngày mai thì Phù Khê sẽ diễn ra hai nội dung thi đấu là đôi nam nữ và đôi nam. Với nội dung đôi nam nữ thì các vận động viên nữ thì không khống chế lứa tuổi, nhưng với các vận động viên nam thì các vận động viên nam phải có lứa tuổi từ 31 tuổi trở lên mới được tham gia. Pha đẩy cầu rất hay của vận động viên Triệu. Điểm số là 9-8, Hoàng Anh giao cầu. Hai cặp vận động viên đang đánh trên sân đang giành giật nhau từng điểm số và đang trận đấu diễn ra để tranh suất thứ hai của bảng. Rất hay, phòng thủ rất hay của vận động viên Triệu. Vận động viên Hoàng Anh ở phía xa màn hình, vận động viên mặc áo màu xanh là một vận động viên thi đấu rất nhiều các nội dung. Ở các nội dung đơn nam, và đôi nam nữ, các giải toàn quốc vận động viên Hoàng Anh đều có thứ hạng. Đôi của Kiên với cả Thanh thua rồi, chưa đánh xong nhưng mà cơ bản là thua rồi, điểm số đã rất cách biệt rồi. Hội chỗ lành à? Cố gắng thôi. Năm ngoái nhất rồi, năm nay chắc phải về để mà bảo vệ chức vô địch. Không biết có đánh được nữa không. Quay trên fanpage à? Anh đang quay trên fanpage. Em thấy bên kia nhỉnh hơn. Thì bên kia nhỉnh hơn. Bên kia nhỉnh hơn. Bên kia nhỉnh hơn. Màu trắng kia thử ra hay nhá. Triệu, một đồng rất hay. Điểm số bây giờ đang là 11-9. Vận động viên Triệu phát cầu. Pha đẩy cầu rất hay của Huy. Điểm số là 10-11. Trận đấu mang tính chất quyết định để lọt vào bán kết. Các vận động viên đang thi đấu rất căng thẳng. Điểm số đang rất giằng co. Điểm số là 11 đều. Trận của Kiên kết thúc rồi nhá. Dương danh tăng này. Trận của Dương của Kiên Thanh đã kết thúc rồi và phần thắng thuộc về hai vận động viên của Bộ Công an. Rất tiếc và đập cầu vừa rồi của Hoàng Anh đã không qua lưới và điểm số thứ 12 cho hai vận động viên của Bắc Ninh. 12-11. Đôi của Kiên Thanh thua rồi nhá. Loại rồi. Thua cả 3 trận rồi. Đánh một set 31. Chiều nay sẽ còn 4 trận, 2 trận bán kết và 1 trận chung kết, 1 trận tranh 3-4. Giải đấu đang được tổ chức tại thôn Bình An thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Và chiều nay thì đúng như ban tổ chức thông báo là các trận thi đấu đầu tiên của trận bán kết sẽ là 14:30. 14:30 chúng ta hãy theo dõi trên fanpage của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam để theo dõi các trận bán kết. Trận thi đấu đang được chúng tôi live stream trên sân đang diễn ra rất kịch tính và điểm số bây giờ đang là 12-11 nghiêng về hai vận động viên Tuấn Huy của Bắc Ninh. Quá hay vận động. Chiều nay theo dự đoán của chúng tôi thì trận thi đấu sẽ diễn ra hai trận bán kết. Cặp thứ nhất sẽ là Triệu Hoàng Anh gặp Tuấn Anh Thiều.
trận thứ hai sẽ là, tôi xin lỗi, trận thứ nhất sẽ là Hoàng Anh Triệu gặp Việt Nam của Bộ Công an. Trận thứ hai sẽ là Tuấn Anh Thiều của Phú Chuẩn gặp Hà Anh Văn Tú của Hà Nội. Các trận thi đấu sẽ diễn ra rất kịch tính và chúng ta hãy theo dõi trên fanpage để theo dõi các trận thi đấu. Vâng, cầu tốt điểm số cho hai vận động viên Bắc Linh. Trên fanpage của liên đoàn đây là cái trang fanpage của liên đoàn sẽ cập nhật tất cả những cái thông tin. Chia sẻ đi. Chiều nay trận của Thiệu cũng rất là căng. Trận của Thiệu sẽ gặp đôi Hà Anh với cả Văn Tú. Chia sẻ nha thầy. Biết có phải biết bài không? Chia sẻ. Ừ. Chia với nhau ạ. Không chia sẻ thôi. Đúng rồi. Hà Anh và Văn Tú sẽ gặp Việt về Nam. Còn Thiều với cả Tuấn Anh sẽ gặp Hoàng Anh Triệu. Thầy Hải nghe hơi chuẩn đấy. Hay, pha đánh cầu rất hay của Đình Tuấn và đã nâng điểm số, rút ngắn điểm số xuống còn 15-17. Lễ hội đầu tiên của các bác được live stream trên fanpage của liên đoàn đấy nhé. À, liên đoàn đây, liên đoàn cầu lông ạ. Vâng. Đấy là liên đoàn của đâu đấy? Việt Nam. À thế à? Bản trong nhà thì live stream nó mới hay, các em đánh mới hay, chúng đánh ngoài trời nó cũng bình thường quá. Cái đích phây của mình là gì? Anh cứ gõ liên đoàn ND cầu lông Việt Nam thì nó sẽ ra cái trang. Đây này. Anh đây nào, đây là cái trang của liên đoàn này. Nhưng mà anh chỉ cần vào ghi là ND này. Đấy, cầu lông Việt Nam biết liền thì nó sẽ ra cái trang này luôn. Đó, anh bấm vào thích để theo dõi toàn biết rồi. Đây thì kể cả là bóng chuyền hồi trước là cũng hầu như bóng nào thì ấy là cũng ấy. Trận đấu rất hay. Điểm số là 16-18. Trận đấu để tranh vị trí thứ nhì của bảng rất kịch tính, rất hay, pha xử lý rất tinh tế của các vận động viên. Thực sự là phong độ của hai vận động viên thi đấu cho đơn vị Hà Đông là Triệu và Hoàng Anh hôm nay, như nhận định chúng tôi là phong độ không tốt. Có thể do các vận động viên tham gia rất nhiều các giải phong trào khác, thể lực chưa được hồi phục, cũng như là quãng đường di chuyển của các vận động viên đến với giải đấu là rất xa. Và
đỡ cầu không tốt của Đình Tuấn, điểm số 20-18. Chúng tôi rất mong những anh chị em đang theo dõi trên fanpage của Liên đoàn cầu lông Việt Nam hãy chia sẻ để mọi người cùng theo dõi thông tin trên liên đoàn, và cũng rất mong anh chị em theo dõi các video trên fanpage, hãy bấm theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam trong tại các giải thi đấu của liên đoàn cũng như là hệ thống phong trào và các giải thi đấu quốc tế. Pha tấn công rất tốt của vận động viên Triệu. Điểm số là 22-18. Điểm số là 23-18. Một pha ăn điểm tiếp tục của vận động viên Triệu. 24-18. Pha dứt điểm rất hay của vận động viên Huy. Điểm số được rút ngắn 19-24. Đứng dưới đây á? Gì? Cái phần thưởng cho vận động viên hả? Không, cho riêng cho đồng chí Lai Chi. Vẫn trận đấu đang diễn ra để kết thúc đây. Rồi. Xin thông báo với toàn thể anh em đang theo dõi fanpage. Ban tổ chức vừa gọi riêng bình luận viên live stream trên fanpage của Liên đoàn cầu lông Việt Nam ra để có quà riêng. Ban tổ chức rất là chu đáo. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi live stream các trận thi đấu ở hệ thống phong trào thuộc lễ hội đầu năm tại vùng đất Kinh Bắc. Đây là một trong những cái giải mà chúng tôi đánh giá là chất lượng chuyên môn rất là cao. Đối với các lễ hội truyền thống khác thì thường các vận động viên đến rất là đông, nhưng là thi đấu ngoài trời, ban tổ chức năm nay đã rất cố gắng để tổ chức đưa các vận động viên vào trong nhà. Và năm nay với sự góp mặt của 8 cặp vận động viên đều đang được và đã từng tập huấn chuyên nghiệp và thi đấu chuyên nghiệp trong hệ thống của Liên đoàn cầu lông Việt Nam có mặt để tham dự. Hiện tại chúng ta đang theo dõi trận thi đấu giữa hai cặp vận động viên Hoàng Anh và Triệu gặp Đình Tuấn và Huy để tranh vị trí thứ hai của bảng. Và chiều nay thì đúng 14:30, ban tổ chức sẽ tổ chức các trận thi đấu bán kết. Và hiện tại giải thưởng của lễ hội Xuân đầu năm hội Bình An đã lên con số hơn 6 triệu rồi. Và chiều nay thì khán giả sẽ đến cổ vũ cho các vận động viên rất nhiều, và hy vọng rằng khán giả đến sân để theo dõi đông cũng sẽ ủng hộ và động viên các vận động viên thi đấu và cống hiến hết mình.
Pha cầu phòng thủ rất hay của Hoàng Anh. Điểm số đã là 29-23 rồi. Rất hay, pha phòng thủ rất hay của vận động viên Huy của Bắc Ninh. Một pha phòng thủ rất hay của Triệu và điểm số đã là 30-23, điểm số cuối cùng của trận đấu. Và không có gì thay đổi thì trận bán kết chiều nay sẽ là Hoàng Anh Triệu gặp Việt Nam của Bộ Công an. Trận thứ hai sẽ là Tuấn Anh Thiều gặp Hà Anh Văn Tú. À, đây ban tổ chức đã đang chờ sẵn để trao quà cho bình luận viên. Xin thay mặt ban tổ chức của câu lạc bộ truyền thống Côn Nghệ An về bộ môn cầu lông, hôm nay là lễ làng hội làng truyền thống của cầu lông, hôm nay gồm toàn các câu lạc bộ mạnh của khu vực miền Bắc. Ban tổ chức xin được mời hai em nghỉ ngơi hai giờ làm đơn vị đoàn cầu lông. Và xin cảm ơn ban tổ chức và động viên anh em nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người 14:30 nhé, chiều nay để chúng ta tiếp tục theo dõi các trận thi đấu bán kết của giải.